cắt tỉa cành bơi vào thời điểm nào để ra hoa đồng loạt. À, và sau đây sẽ là những lưu ý cho bà con trước và sau khi bà con cắt tỉa cành bơi. Đây chính là cành bơi ở cành cặp 2. À, cành bơi ở cành cặp 2. Cành bơi này nó như thế nào? Nó nằm mọc quá sát thân đi. Nó nằm mọc sát giữa cành cấp 1 và cành cấp 2. Thì vị trí này không phải là vị trí của cái cành mà phải là vị trí của cái trái sau này. Muốn có cái trái sau này bà con phải làm sao? Phải tạo được mầm hoa ở vị trí này. Tạo được mầm hoa ở vị trí này thì bà con phải cắt bỏ nó đi. Đó. Xin chào bà con. Chào mừng bà con đã quay trở lại với kênh phân bón Ba Tốt. À, hiện tại Luận cùng với đội ngũ kỹ thuật của công ty Ba Tốt đang ở vườn của chị Thanh, là chủ của đại lý Kim Thanh. Vườn của chị Thanh hiện tại đang ở Mang Thích, Vĩnh Long. Vườn của chị trồng khoảng 100 cây sầu riêng, trong đó đa số là trồng ri sấu. Hiện tại chị đã phủ bạt được 14 ngày phun tạo mầm cự thứ 3. Và mời bà con cùng Luận và đội ngũ kỹ thuật Ba Tốt, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về phương pháp cắt chèo bơi cho cây sầu riêng trong quá trình chúng ta tạo mầm. Cắt tỉa cành bơi là một cái điều kiện quan trọng để bà con có thể kích mầm hoa ra hoa đồng loạt. À, vậy thì cắt tỉa cành bơi thì bà con tiến hành cắt tỉa cành bơi, trước khi cắt tỉa cành bơi bà con phải đảm bảo cho cây có hai yếu tố. Thứ nhất là tạo được cho cây có sự khô hạn. Ở miền Tây bà con sẽ phủ bạt như thế này để tạo sự khô hạn cho cây. Thứ hai, điều kiện thứ hai là bà con phải cho cây có được một lượng dinh dưỡng đầy đủ để cây tiến hành tích lũy năng lượng để mà ra hoa trong cái giai đoạn chúng ta tạo mầm. Và cái biểu hiện khi mà cây nó chứng tỏ một điều là nó đã đầy đủ năng lượng là gì? Bà con có thể nhìn vào cành lá của cây. Cây khi nó đầy đủ năng lượng nó sẽ biểu hiện việc là nó sẽ xanh già đều trên toàn bộ lá của cây, chứng tỏ một điều là cây đã nạp đầy đủ năng lượng. Và ngay lúc này chúng ta tiến hành phun tạo mầm, hay còn gọi là phun nạp dinh dưỡng. Tiến hành phun nạp dinh dưỡng tiếp tục cho cây để cây nó sẽ phân hóa mầm hoa ra hoa đồng loạt. Và cũng ngay cái lúc này chúng ta sẽ tiến hành cắt cành bơi, cắt cành bơi để nén dinh dưỡng, nén năng lượng để cây ra hoa ở ngay những cái vị trí mà bà con cắt cành bơi. Thì ngay những vị trí này, lúc trước nó là một cái cành nhưng bà con cắt thì cây nó sẽ đánh dấu hiệu ra hoa ở ngay cái vị trí đó, ngay cái vị trí đó thì nó sẽ ra hoa. Cắt cành bơi vào giai đoạn cây đã đầy đủ năng lượng tạo mầm thì sẽ giúp cho cây dồn nén năng lượng và ngay vị trí đó sẽ kích phát tố mầm hoa ra hoa đồng loạt. Và sau đây Luận sẽ hướng dẫn bà con cách cắt tỉa cành bơi. Cắt tỉa cành bơi bà con, đây là những cái cành bơi nè, những cành bơi trên cây. Bây giờ chúng ta tiến hành cắt tỉa cành bơi ha. Một cành, hai cành, rồi bà con cắt tỉa cành bơi nè. Chúng ta hạn chế cắt quá sát vào thân, cũng như là hạn chế việc cắt bà con cắt nó còn dư quá nhiều thì nó sẽ không đạt được hiệu quả cao. Chúng ta cắt còn dư lại một đoạn như thế này. Cắt còn dư lại một đoạn như thế này. Và đây, nhìn đây, đây là cái vết cắt. Sau khi chúng ta cắt, cắt vết cắt ngọt. Và phải giữ lại ở trên vị trí này một đoạn như thế này thì nó sẽ tạo nên cái sự dồn nén dinh dưỡng. Và ngay điểm này nó sẽ kích phát tố mầm hoa phát triển và chỗ này sẽ ra là một chùm hoa cho bà con sau này ha. Bà con tiến hành cắt tỉa cành bơi thì bà con lưu ý thì chúng ta sẽ cắt tỉa theo thứ tự là chúng ta sẽ cắt từ cành cấp 1, cành lớn cấp 1. Sau đó, sau khi cành lớn cấp 1 chúng ta cắt tỉa xong, chúng ta sẽ tiến hành cắt tỉa đến cành cấp 2. Cành cấp 2 bà con lưu ý, những cành nào đầy đủ lá, chúng ta cắt bỏ hết tất cả những cành bơi đi. Những cành nào thiếu lá, chúng ta sẽ cân nhắc cành bơi nào nên giữ, cành bơi nào nên cắt. Và sau đây Luận sẽ hướng dẫn bà con cành bơi nào nên giữ và cành bơi nào nên cắt. Rồi chúng ta sẽ theo dõi ha. Đây chính là một cành cấp 1 được mọc từ thân một cây ri sấu và mọc ra. Và đây chính là những cái cành bơi. Đây chính là những cành bơi. Những cành bơi mọc ra từ thân cấp 1 chúng ta tiến hành cắt bỏ. Đây, những cành bơi từ cành cấp 1 chúng ta tiến hành cắt bỏ. Rồi, tiến hành cắt bỏ. Đã hết cành bơi ở cành cấp 1 ha. Rồi. Và bà con nhìn đây. Đây chính là cành bơi ở cành cấp 2. Cành bơi ở cành cấp 2. Cành bơi này nó như thế nào? Nó nằm mọc quá sát thân đi. Nó nằm mọc sát giữa cành cấp 1
và cành cấp 2. Thì vị trí này không phải là vị trí của cái cành, mà phải là vị trí của cái trái sau này. Muốn có cái trái sau này bà con phải làm sao? Phải tạo được mầm hoa ở vị trí này. Tạo được mầm hoa ở vị trí này thì bà con phải cắt bỏ nó đi. Đó, cắt bỏ nó đi. Thì vị trí này nó sẽ kích thích tố ra, ở đây sẽ là có hoa. Có hoa thì sau này vị trí này sẽ là vị trí để trái tuyệt vời bà con ha. Rồi, tiếp tục, ở đây cũng y như vậy. Xét, chúng ta tiến hành cắt bỏ. Tiến hành cắt bỏ. Đây, đây là cành bơi, cành cấp 1. Cắt bỏ ha. Rồi, cành bơi, cắt bỏ. Sau khi chúng ta quan sát một đoạn xong, chúng ta sẽ không còn thấy một cái cành bơi nào ở trên cây nữa. Rồi, ngay cái vị trí chúng ta cắt tỉa cành bơi đó, sau này sẽ là những vị trí ra hoa. Nên chúng ta sẽ nhìn kỹ một chút. Bà con nhìn vào cái cành này ha. Lúc nãy Luận có nói những cành mọc ra từ cành cấp 1 thì những cành bơi mọc từ cành cấp 1 thì chúng ta tiến hành cắt bỏ. Những cành bơi mọc từ trong nách cành cấp 1 và cành cấp 2 chúng ta tiến hành cắt bỏ. Đây là cành cấp 2. Nhưng cành cấp 2 này nó bé. Và lượng lá trên cành cấp 2 lượng lá trên cành cấp 2 rất ít. Đâu đó khoảng trên dưới 100 lá thì cành này khó lòng có thể nuôi trái được nếu mà cành này có 1 đến 2 trái. Thì chúng ta tiến hành làm sao? Chúng ta sẽ cắt hai cành này. Giữ làm sao? Cành này nó đưa ra ngoài này, nó hứng được ánh nắng mặt trời này, thì chúng ta sẽ ưu tiên giữ lại cành này ha. Cành này nó hướng vào trong. Mọc bẫy. Nó mọc tào lao. Chúng ta tiến hành cắt bỏ nó đi. Cắt bỏ nó đi. Và ngay cái vị trí chúng ta cắt bỏ này, sau này nó sẽ ra một trái ở đây. Chúng ta sẽ nuôi cái trái ở đây. Nếu trái nó nặng quá, chúng ta tiến hành cột dây neo lên. Cành này vẫn sẽ là cành nhận dinh dưỡng và cung cấp nuôi trái ở ngay chỗ này. Quá tuyệt vời đúng không? Đó. Rồi. Những cành cấp 2 ở đây thì cũng như vậy luôn. Chúng ta sẽ tiến hành cắt bỏ những cái cành bơi. Xét nách, cắt bỏ ha. Xét, cắt. Rồi, cắt bỏ nó đi. Cành bơi. Đi xuống cắt bỏ nè. Tiện thể cắt tỉa những cái cành tăm luôn nè bà con. Nếu mà lúc trước chúng ta cắt chưa kỹ á thì bây giờ chúng ta tỉa lại luôn cho nó thông thoáng. Cái lượng dinh dưỡng chúng ta cung cấp vào cây nó sẽ đỡ phung phí hơn. Nó vào những vị trí mà chúng ta cần thiết. Còn những vị trí không cần thiết á thì chúng ta sẽ cắt bỏ trước, tránh việc lãng phí thuốc phun. Rồi. Đó. Thông thoáng ngay và sẽ đạt được cái hiệu quả cao khi chúng ta phun tạo mầm trong những cử tiếp theo. Đây, chúng ta sẽ tiến hành cắt tỉa những cành bơi cành cấp 1 ha. Rồi. Lưu ý cắt làm sao để mà giữ được một khoảng cách nhất định, chứ chúng ta không nên cắt quá sát vào thân ha. Rồi. Vẫn giữ đúng nguyên tắc như vậy. Rồi, chúng ta tiến hành cắt. Đây là cắt với tốc độ chậm để bà con có thể nhìn thấy và xem video không bị giật. Chứ thực sự tốc độ bình thường cắt nó phải nhanh, chứ cắt như thế này thì không có kịp cái tính đồng loạt. Chúng ta cắt cành bơi là phải cắt càng nhanh càng tốt, càng đồng loạt càng tốt, có thể dứt điểm trong vòng một ngày thì càng tốt nữa. Không nên kéo dài dây dưa ha, nó trẻ mất cái cử phun của chúng ta đi, nó không đạt được cái hiệu quả cao trong quá trình chúng ta xử lý tạo mầm hoa, nhất là trong giai đoạn mùa mưa. Chúng ta xử lý nghịch ở miền Tây thì phải càng phải là gấp rút hơn nữa. Đó. Tốc độ như này gọi là slow motion ấy, nó chậm lắm. Cắt bình thường là cắt phải thật nhanh và đây bà con có thể nhìn rõ ha. Đây chính là vị trí của cành bơi và đây chính là cái mầm ngủ nè, nó nằm ngay cạnh cái cành bơi. Chỉ cần cắt ngay chỗ này thì cái mầm ngủ này nó ngay lập tức nó sẽ nhận được lượng dinh dưỡng rất nhiều, và việc nó kích phát tố chỉ là thời gian thôi, nó sẽ sáng lên thành một cái mắt cua rõ ràng trong thời gian ngắn nhất. Và vấn đề này chỉ là thời gian thôi, nó cần thời gian để nó phát triển, và chúng ta cắt cành bơi này xúc tiến thời gian càng ngày càng nhanh hơn. Đó. Rồi tiến hành cắt dưới này, và bà con thấy dưới này cũng vậy. Đó. Đây là kết quả sau khi Luận tiến hành cắt tỉa cành bơi.
bà con thấy nó đã thoáng và quang đãng hơn. Việc thoáng quang đãng hơn này nó sẽ thuận lợi cho việc bà con sau khi cắt tỉa cành bơi, bà con lại tiếp tục tiến hành phun những cử tạo mầm tiếp theo cho đến khi bà con đạt được kết quả như bà con mong muốn, tức là mắt cua bắt đầu sáng và nhú mắt cua rõ hoàn toàn. Lúc đó là phân biệt được đâu là mắt cua ra hoa và đâu là cành phướng ra lá, thì bà con lúc đó là đã biết rồi. Khi mà bà con xác định được mắt cua đã sáng thì bà con tiến hành dỡ mủ ra, bà con tiến hành nhấp nước nhẹ xong bà con tiến hành đi dinh dưỡng phục hồi cây. Tại vì trong quá trình chúng ta siết nước, chúng ta tạo mầm hoa thì cây nó bị suy yếu rất nhiều, và việc chúng ta nhấp nước lại và đi dinh dưỡng là một điều vô cùng quan trọng để cây khôi phục và tiến hành nuôi hoa, sổ nhị, nuôi trái sau này. Rồi, chúc bà con có một mùa vụ thành công. Cảm ơn bà con đã đón xem video của Phân bón Ba Tốt. Hẹn gặp bà con ở những video tiếp theo. Mọi đóng góp của bà con có thể comment ở bên dưới để đội ngũ Phân bón Ba Tốt có những video chất lượng hơn để phục vụ bà con. Cảm ơn bà con.